Em Lương, chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Toyota Daily. Thưa quý anh chị, Toyota Camry 2022 nâng cấp mới đã ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 12 năm 2021. Chính thức với 4 phiên bản lần lượt là Camry phiên bản 2.0G, 2.0Q, 2.5Q và phiên bản 2.5HV Hybrid. Thì trong đó đáng chú ý nhất là phiên bản cao cấp Hybrid ngay bên cạnh Lương đây, Toyota Camry 2.5HV. Hoàn toàn mới, lần đầu tiên gia nhập vào đội hình của Toyota Camry. Đây cũng chính là mẫu xe thứ hai sử dụng công nghệ Hybrid của nhà Toyota có mặt tại thị trường Việt Nam sau đàn em tiên phong, đó chính là Corolla Cross. Thì thưa quý anh chị, Toyota Camry ứng dụng công nghệ Hybrid thân thiện với môi trường thì đã phần nào góp phần giúp cho Toyota Camry nâng cao vị thế cũng như là giữ vững phong độ trong cùng phân khúc hiện nay. Và trong clip ngày hôm nay, Lương xin phép được cùng quý anh chị ngắm nhìn lại chiếc xe Toyota Camry 2.5 Hybrid này để xem trên xe có những gì nổi bật. Bên cạnh đó cũng không quên cập nhật chương trình báo giá lăn bánh từng khu vực gửi đến quý anh chị. Bây giờ xin mời quý anh chị cùng theo dõi nhé. Toyota Camry 2.5 HV 2022 vẫn giữ được những nét thiết kế đặc trưng của bản hiện hành, đó là sự trẻ trung, năng động và hiện đại, đặc biệt là cái chất doanh nhân sang trọng, cao cấp và quyền lực từ trước đến nay của Camry. Cụm lưới tản nhiệt ở phần đầu xe vẫn là thiết kế dạng hình thang, có điểm khác biệt là viền mạ rơm hình chữ C ở hai bên để phân biệt so với thế hệ tiền nhiệm. Mặt ca lăng trước được trang bị logo 3D, cụm đèn pha công nghệ BLED có khả năng điều khiển đèn tự động và cân bằng góc chiếu. Toyota Camry 2.5 HV 2022 được trang bị bộ la răng đúc hợp kim phay xước có kích thước 18 inch đầy tinh tế. Khoảng sáng gầm xe không thay đổi so với bản tiền nhiệm. Tay nắm cửa mạ rơm sáng bóng, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, gập chỉnh điện và ghi nhớ hai vị trí. Xe có hai tùy chọn màu sắc nội thất là đen và kem để khách hàng lựa chọn. Màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 9 inch dạng nổi trên bảng táp lô hình chữ Y độc đáo. Ghế lái tích hợp tính năng chỉnh điện 10 hướng, ghi nhớ hai vị trí, còn ghế phụ chỉnh điện 8 hướng. Vô lăng ba chó bọc da, tích hợp nhiều phím điều khiển cùng lãi chuyển số, ghi nhớ hai vị trí. Phía sau tay lái của xe Camry 2022 bản 2.5 HV là cụm đồng hồ kỹ thuật số kích thước 7 inch. Hàng ghế sau của xe có không gian rộng rãi và thoải mái với chiều dài xe gần 5m. Ghế ngồi có 3 tựa đầu, bệ tì tay trung tâm cùng rèm che nắng hai bên cửa sau. Đặc biệt, ở bệ tì tay có thể điều chỉnh độ ngã ghế, lên xuống rèm che nắng cửa sau, nhiệt độ cửa gió điều hòa. Hệ thống thông tin giải trí trên Camry Hybrid có rất nhiều tính năng thú vị và mới mẻ. Cụ thể gồm màn hình cảm ứng 9 inch, đầu DVD, kết nối USB và đàm thoại rảnh tay. Trên Toyota Camry 2.5 HV 2022 được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp, xứng tầm doanh nhân. Màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, kết nối Apple CarPlay, Android Auto, điều hòa tự động 3 vùng độc lập. Cửa sổ trời, cửa gió hàng ghế sau tích hợp cổng sạc Type-C, hệ thống âm thanh 9 loa JBL, sạc điện thoại không dây chuẩn QI, kính lái hiển thị thông tin HUD, chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm và bảng điều khiển ở ghế sau. Thể tích khoang hành lý của Camry 2.5 HV 2022 đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của khách hàng. Đặc biệt, Toyota đã rất hào phóng khi cung cấp cho Camry HV lên đến 9 loa JBL, mang đến trải nghiệm âm thanh đỉnh cao. Đuôi xe Camry 2.5 HV 2022 có cặp đèn hậu LED có chút thay đổi khi có thêm phần sơn đen, làm tăng vẻ thể thao cho mẫu sedan hạng D. Logo Hybrid đặt ở phía bên phải, giúp người dùng dễ dàng phân biệt các phiên bản khi nhìn từ phía sau. Ở bản nâng cấp lần này, Camry 2.5 HV 2022 được trang bị rất nhiều tính năng an toàn hiện đại dành cho khách hàng như bảy túi khí, hệ thống theo dõi áp suất lốp, hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360 độ, v.v. Ngoài ra, với gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense thế hệ thứ 2, người dùng có thể nhận thêm nhiều tính năng hiện đại hàng đầu phân khúc như cảnh báo tiền va chạm, hệ thống cảnh báo lệch và hỗ trợ giữ làn đường, điều khiển hành trình chủ động và đèn thích ứng thông minh. Khả năng làm mát của Camry là khỏi bàn cãi nhờ sở hữu hệ thống điều hòa tự động 3 vùng hiện đại. Không những vậy, hàng ghế sau còn được bố trí các cửa gió điều hòa giúp làn khí luân chuyển đều khắp xe. Bản cao cấp nhất của dòng Camry nhà Toyota đang nhận được sự ưu ái lớn của nhà sản xuất Nhật Bản. Xe được trang bị lên đến 9 túi khí, đảm bảo an toàn cho lái xe và tất cả các vị trí hành khách. Tiếp đến là gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense thế hệ thứ 2, bao gồm nhiều công nghệ hỗ trợ lái xe tân tiến như hệ thống phòng tránh va chạm phía trước,
cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đèn pha tự động thích ứng, kiểm soát hành trình chủ động ở tất cả các giải tốc độ và camera 360 độ. Ngoài ra, mẫu xe Toyota 5 chỗ này cũng được có sẵn các hệ thống an toàn tiêu chuẩn cơ bản, đặc biệt cảm biến đã nâng số lượng từ 6 lên 8. Với khối động cơ xanh tân tiến cùng loạt nâng cấp trang bị tiện ích an toàn mới, Toyota Camry 2.5 HV 2022 sẽ giúp nâng tầm Camry và mở ra một cuộc đua mới trong việc điện hóa các dòng sản phẩm bình dân mà Toyota đang tiên phong. Chắc chắn Toyota Camry 2022 vẫn sẽ là lựa chọn hàng đầu dành cho các doanh nhân thành đạt khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sang trọng, tiện ích, an toàn và êm ái cùng một khối động cơ xanh. Vừa rồi là những tính năng ưu việt có trên phiên bản Toyota Camry 2.5 HV. Và ngay bây giờ, xin mời quý anh chị đến ngay với phần báo giá lăn bánh cho từng khu vực nhé. Thưa quý anh chị, giá lăn bánh của xe thì sẽ được tính như sau. Trước tiên, giá niêm yết của xe sẽ là 1 tỷ 460 triệu đồng. Vậy để giá xe lăn bánh thì sẽ bao gồm các khoản chi phí trước bạ được tính là 10%, tương đương là 146 triệu đồng. Tiếp theo là về phí biển số tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tính là 20 triệu đồng và tại tỉnh thì sẽ được tính là 1 triệu đồng. Ngoài ra thì sẽ còn dao động thêm các khoản chi phí nhỏ từ 2 đến 3 triệu đồng nữa. Vậy sau khi cộng hết các khoản chi phí nêu trên thì giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tính là gần 1 tỷ 628 triệu đồng. Và tại tỉnh sẽ được tính là gần 1 tỷ 609 triệu đồng. Thưa quý anh chị, giá vừa rồi là dành cho những quý anh chị nào chúng ta mua bằng hình thức trả thẳng. Vậy còn trả góp thì như thế nào ạ? Trả góp thì quý anh chị chỉ cần chuẩn bị trước giúp lương chỉ từ 441 triệu đồng mà thôi là chúng ta đã có thể sở hữu ngay em xe Camry phiên bản cao cấp Hybrid này rồi ạ. Và lãi suất hiện tại thì chúng ta đang được nhận một mức lãi suất ưu đãi đến từ ngân hàng liên kết với Toyota là chỉ từ 0,6% mà thôi. Và chúng ta sẽ được vay tối đa lên đến 80% giá trị xe. Thời gian vay cũng sẽ được tính lên đến 7 năm tùy quý anh chị gia giảm nhé. Mức giá lăn bánh vừa rồi thì chưa bao gồm chương trình khuyến mãi cũng như là quà tặng đến từ kênh Toyota Daily. Vậy để biết chi tiết giá tại khu vực mình ở, quý anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp vào số hotline bên dưới màn hình giúp chúng em. Thì đội ngũ Toyota Daily luôn ở đây sẵn sàng phục vụ quý anh chị một cách nhanh nhất, báo giá cho quý anh chị một cách chi tiết và cụ thể nhất. Bên cạnh đó còn có những phần quà đặc biệt dành riêng cho quý anh chị nào liên hệ trực tiếp vào số hotline ạ. Còn bây giờ, nếu thấy video này hữu ích thì quý anh chị nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Toyota Daily cũng như là không bỏ lỡ bất kỳ video mới nhất nào cập nhật giá của các dòng xe Toyota nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.